một số trụ cột như là Quốc Thắng, chỗ Thái Nhân, Phát Tài cũng đã bị đau trước buổi tập. Những buổi tập cuối cùng để chuẩn bị cho trận đấu gặp các cầu thủ bên phía Chelsea. Phong độ của cầu thủ đó không được ổn định, vì đó chúng tôi phải giành một thất bại khá là đau thương với tỷ số là 4-1. Thì nhiệm vụ của tôi là, và ban huấn luyện ngay lúc này là phải cố gắng thúc đẩy anh em và sốc lại tinh thần của các cầu thủ để chuẩn bị tốt cho trận đấu gặp U21 Arsenal. Do đội hình của chúng tôi tập hợp với nhau khá trễ, các cầu thủ ở những cái khu vực khác biệt nên chưa có sự liên kết. Nhưng về từng cá nhân thì cầu thủ của tôi cũng thi đấu tròn vai, chỉ thua những cái giây phút quyết định. Tôi hy vọng là trận sau những cái lần thất bại đó thì các cầu thủ sẽ rút ra kinh nghiệm và sẽ phối hợp với ăn ý hơn. Leicester City thì tôi cũng có tham dự xem một vài trận đấu của họ. Và có một cầu thủ tôi khá là tập chú ý tới, đó là Huỳnh Phát Tài. Tốc độ cầu thủ là khá nhanh, tuy nhỏ con nhưng mà có những cái đường bóng khá là lắt léo. Có bạn Quốc Thắng thì cầu thủ là cầu thủ đa năng, vừa có thể làm thủ môn mà vừa có thể làm hậu vệ tốt. Nhưng có một điểm yếu là bạn rất là chậm. Tôi sẽ tận dụng những cái điểm yếu đó của cầu thủ này để mà giành chiến thắng cho em. Đội hình Arsenal từ xưa rồi họ cũng có những cái bề dày lịch sử rất là đáng ngưỡng mộ, và một số cầu thủ rất là nổi bật như nói chỗ Hoàng Tấn Lộc và Trường, hai cầu thủ này có tố chất. Đội hình chúng tôi thì đang cố gắng hoàn thiện tốt một số vị trí để có thể khắc phục được những cái điểm mạnh của Arsenal, như là làm cách nào đó để giành chiến thắng trận đấu quốc tế. Arsenal cũng đang không có phong độ tốt, nên đây cũng là một cơ hội tốt để chúng tôi tận dụng cơ hội này để có được những điểm số tiếp theo của giải đấu. Tôi hy vọng là đội bóng sẽ chặn đứng được một Arsenal hùng mạnh. Đấu pháp thì câu lạc bộ cho tới bây giờ lịch sử, thì ngày đầu tiên tôi được cầm quân thì tôi cũng đã chơi một cái đấu pháp từ đầu giải, đó là chiến thuật phòng ngự chặt chẽ và phản công nhanh của đấu pháp của riêng tôi, và tôi sẽ tiếp tục giữ đấu pháp đó cho đội bóng Leicester City cho tới khi nào mà tôi cảm thấy lối chơi này không còn hiệu quả nữa. Và trận đấu tới thì tình hình tương quan lực lượng thì đội hình của tôi cũng đang, các cầu thủ cũng đang hồi phục tốt, và tôi sẽ hy vọng kết quả trận đấu với tỷ số là một chiến thắng dành cho đội bóng của chúng tôi. Có thể là yếu tố chiến thuật nó sẽ đè nặng lên trận đấu sắp tới. Tôi nghĩ là đội chúng tôi sẽ giành chiến thắng tối thiểu với tỷ số là 1-0. Những trận đấu trước thì chúng tôi chơi phòng ngự chặt chẽ để chờ cơ hội để phản công. Nhưng mà theo tôi quan sát thì các cầu thủ phòng ngự của chúng tôi hiện tại đang không có phong độ không tốt. Tôi sẽ đổi đấu pháp là tổng tấn công và không cho đối phương có cơ hội để mà giữ được trái bóng. Tôi dự đoán tỷ số là 3-0 dành cho Arsenal.